không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Ok rồi. Cảm ơn nha. Vào năm 10 tuổi, ba tôi đột ngột ra đi. Vì vậy từ nhỏ tôi đã rất hiểu rõ đời người vô thường, có hay mất, thật hay giả, không cần phân chia quá rõ. Chuyện làm người này chỉ mong điều vui, nhấc lên được bỏ xuống được. Đừng làm khó người khác, đừng làm khó chính mình. Nếu nói như vậy, chưa đầy 4 tháng nữa là tới kỳ thi đại học. Các bạn được thả lỏng đúng không? Đời người vô thường mà. Ôn đủ cũng chưa chắc thi đậu, thi đậu rồi cũng chưa chắc có tiền đồ. Thật giả có không, chỉ mong qua loa xong chuyện. Đời người quan trọng nhất là vui vẻ mà. Vậy tức là không ôn một ngày được một ngày. Nếu kỳ thi năm xưa tôi cũng suy nghĩ giống vậy, tôi đã không trở thành thầy Cam có nhiều học trò năm sau nhất nước, cũng không thể đứng đây chia sẻ với các bạn. Trì trệ tâm ma do bạn điều khiển. Đừng trở thành kẻ thù của bản thân mình. Chi phối tâm thái, thành tựu chính mình, trở thành chủ nhân của chính mình. Hôm nay các bạn tự hào vì thầy Cam, sau này thầy Cam sẽ tự hào vì các bạn. Nỗ lực, phấn đấu. Tôi kỳ vọng khi có kết quả có thể gặp các bạn tại buổi tiệc ăn mừng của đoạt sao. Cảm ơn các bạn. Đã rõ rồi. Bye bye, gặp nhau sau. Bye bye. Hôm nay mọi người vất vả rồi, xong việc. Nói hay lắm. Nhờ em cả thôi. Cảm ơn. Qua đó giúp thầy Cam soạn lại đồ đạc. Dạ rõ chị Na. Lúc nãy em nhìn thấy có hai cô bé theo anh như muốn xông vào đây. Gửi thầy Cam, em muốn hẹn thầy 9207-3248 gọi cho em. Yêu thầy. Wow, fan cứng của anh cũng nhiệt tình ghê đó. Nếu có thời gian em gọi cho các bạn học sinh để họ bình tĩnh lại. Dù vậy em cũng là sư mẫu. Người trong ngành đều biết những điều mật ngọt anh chỉ dành riêng cho em thôi. Tôi đã xem video rồi, đúng là chỉ có anh quay tôi mới đẹp trai. Tại vì anh cao tôi đẹp trai ngầu đét thôi. Hết show anh mời ăn đêm món gì cá, còn sang hơn nhiều ông chủ ở ngoài nữa. Anh ganh tị tôi ganh tị anh thôi. Wow, tạp chí nói giáo dục ngân hà bỏ 90 triệu đô mà anh nhảy việc. Nắm 70 triệu đô trong tay đó. Sao vậy, muốn chuyển hướng dạy kèm à? Phải thì nói sớm tôi biết đi, để tôi còn biết đường tìm đạo diễn. Ê, tôi thích quay phim nhiều hơn kiếm tiền. Vì tôi thích nghèo phong lưu, đói sống vui. Công phong lưu uổng phí tuổi trẻ. Dĩ nhiên rồi. Cho nên lúc nào cũng dẹo đồng nghiệp nữ chỗ tôi hả? Xã giao bình thường thôi mà. Nhưng mà đúng là không đủ kiên định với anh rồi. Dừng tới miệng cũng không ăn. Có những chuyện nên cái gì ra cái đó. Sinh viên mãi mãi cũng chỉ là học trò của tôi. Vậy cho nên cứ để sinh viên cho tôi được rồi. Nè, mấy cuốn tạp chí á, thường hay nói anh được những diễn viên người mẫu đồ đeo bám đó. Sao anh lại chịu cho chị Na chiếm quyền sở hữu vậy? Ý, cuối cùng cũng nhắc tới cổ rồi, không phải làm bộ không quen à? Lúc học đại học tuổi trẻ bồng bột mới làm 2 tháng vệ tinh thôi. Không cần phải sợ. Tôi với chị Na đều không ngại quá khứ của đối phương. Nếu không thì tôi đã không xin số của anh từ em gái của ấy ủng hộ anh rồi. Ồ, tôi với Hải cũng là bạn thân của nhau. Sao hai người hẹn hò cũng lâu rồi, chưa từng gặp em cổ gì? Nè, Hải tuy miệng nói thì không ngại nhưng mà thực chất rất để ý đó. Gina nói em gái cổ hơi nhạy cảm, mất công phiền phức. Tôi chưa hề miễn cưỡng Gina. Gina với tôi cũng vậy, ok. Tin tức ra rồi. À, tôi phải về chỉnh sửa video đi. Tôi sửa xong sẽ gửi cho Gina. Uống đồ cô hết hả? Cảm ơn ông chủ. Về trước nha, bye bye. Cho anh xem nè. Được rồi, em làm việc anh yên tâm. Lần này em làm tốt lắm. Theo em thấy thì Khay Khay Ma vốn dĩ có vấn đề.
Chúng ta đăng ảnh cuộc trò chuyện của hắn với học viên nữa. Người bị hại xếp hàng dài đăng bài. Quấy rối tình dục là đại kỵ. Anh nghĩ lần này Kekema phải từ chức. Ngày mai giá cổ phiếu của ngành đại giáo dục sẽ rớt thủng đáy 20 lần. Nhưng người vui nhất chắc chắn là sếp của chúng ta. Bữa cơm tối mai của chúng ta có thể coi như ăn mừng được rồi. Trước đó anh bận chút việc. Ok, cứ từ từ. Bà Dương đã ký hợp đồng rồi. Alo. Ok. Tới rồi hả? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, chơi qua đường mà. Em thật sự không hiểu, em có gì không bằng Gina Lữ chứ? Giúp anh bôi nhọ đối thủ mà, ai mà không làm được. Trung tâm gia sư chúng ta trước giờ chỉ chuyên tâm dạy tốt cho học viên, có hiểu không? Là em không nỡ xa anh. Những người đàn ông già hơn tôi, giỏi hơn tôi ngoài xã hội đầy. Sắp tới cô cũng qua hàng tập huấn rồi, tiền đồ sáng lạng. Bà Dương chịu ký với em cũng vì có anh giới thiệu, đúng không? Tạp chí chụp được ảnh Sina với bà Dương đi uống nước. Mặc kệ anh chơi, còn phải giúp anh dọn dẹp nữa. Đó mới là điều không một phụ nữ nào có thể sánh bằng cô ấy. Tôi có hẹn rồi, chúc cô thành công. Lúc nào cũng nói quen được bỏ được, cứ vậy mà đi hả? Năm kia hứa với má sẽ cưới, cho tới bây giờ vẫn chưa bắt đầu làm gì hết. Em lúc nào cũng bận mà, có chuyện gì quan trọng bằng việc đám cưới chứ? Em đừng có trì hoãn nữa, ngày mai chị sẽ giúp hai đứa đặt tiệc. Có tụi nó lo hết, hai đứa làm người thôi đủ rồi. Nhất quý sang năm, đầu năm tiệc cưới, cuối năm tiệc đầy tháng. Thưa má và bốn chị, em đã nói nhiều lần rồi, hai tụi em có làm đám cưới hay không không có gì khác hết. Còn nữa, em chưa có ý định sinh con đâu, ok? Hả? Nhà họ Cam chỉ có con là con trai, con không sinh con làm sao có mặt mũi nhìn mặt ba quá cố của con? Thì đó, Tịnh Lâm á là một cô gái tốt đó. Phải rồi, giỏi nội trợ, lại được việc, cái gì cũng biết nếu hết. Nếu em không cưới về trước sao cũng bị người khác cướp đó. Em đã lớn rồi nên làm người đàn ông có trách nhiệm đi. Em nuôi cả nhà mình, ai cũng có nhà riêng trong tay. Còn nữa, anh rể của em, chồng các chị đều được em rót vốn làm ăn, như vậy mà còn không trách nhiệm nữa sao? Được rồi mami, các chị, em biết cả nhà thật sự rất thương em, nhưng sắp tới tụi em rảnh rỗi hơn một chút thì có thể tự chuẩn bị tiệc mà. Cho tụi em chút thời gian, nhanh thôi. Nhanh thì sinh con luôn đi. Nói được thì phải đó, đó. Kéo dài quá là sẽ bị cướp mất bạn gái đó. Hay là mình ăn cơm đi được không? Hả? Ăn. Thôi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nè. Mở đi. Uống đi. Nè đi, bị sao vậy? Bộ bị người ta bắt cưới, cái đội không biết chơi gái rồi đó hả? Thì đó, mấy tháng này anh tu tâm dưỡng tánh dữ lắm hả? Hay là trầm cảm trước hôn nhân? Anh bớt nhiều chuyện đi, tôi có cười hay không, Gina cũng không quản được tôi. Uống đi. Tôi lừa ai? Tại sao tôi gọi anh mấy lần mà anh không bắt máy? Tôi bận mà. Còn giận tôi chuyện tối hôm đó say quá hả? Hơn nửa năm trước ở Lam Quế Phường, vào tối ngày tôi bị giật mất túi sách. Cô gái à, cô tưởng tôi là ai? Có gì mà tôi chưa từng gặp? Cô không nhắc tôi thật sự không nhớ. Nếu như tôi ngại thật thì tôi đã không tới nhà cô ăn sinh nhật rồi. Nhưng sau đó anh đâu còn gặp tôi nữa. Không phải đứng về phía Phan Thiện Nhân còn gì. Có Gina trong chừng cô là được rồi. Được rồi, bây giờ cô gặp tôi rồi, vậy thì sao? Cô chịu nghe tôi khuyên à? Người đàn ông đó cô từng yêu, cô nói anh bạo lực cô, dừng lại đi. Chính vì tôi đã từng rất yêu nên tôi phải khiến chuyện tình này thương tích đầy mình. Thực ra chúng ta rất giống nhau, ba qua đời sớm nên hiểu rõ thế nào là đời người ngắn ngủi. Nếu thấy vui thì ở bên nhau,
Nếu không vui thì chia tay thôi. Sao cô tự dày dò mình khiến bản thân đau khổ làm gì? Nói hay ha. Phóng khoáng vậy sao phải cưới? Tôi thấy không có vấn đề gì hết. Tôi kết hôn, Sina vui, gia đình vui vẻ, có vấn đề gì? Rõ ràng anh không có năng lực yêu ai, không biết tình yêu là gì. Suy nghĩ về tình yêu của mỗi người đều khác nhau. Còn nữa, cô không phải người trong cuộc, không có tư cách phê bình tôi. Tôi đã quen biết anh nhiều năm, anh không bao giờ chung tình và cũng không tin chuyện trong đời trọn kiếp. Tại sao anh còn tạo hy vọng giả cho cổ rồi bắt cổ tuyệt vọng? Vậy anh khác gì với Phan Thiện Nhân hả? Cô cũng đã từng tin trọn đời trọn kiếp, Thiêm cũng từng tin như vậy. Nhưng rồi thì sao? Để tôi giúp cô gọi xe về nhà nghỉ ngơi sớm. Chuyện cô với bé Duyệt Di Dân, tôi sẽ cố gắng nhờ người giúp. Mà hai vị vào đây xem. Đây chính là sảnh tiệc của chúng tôi. Diện tích hơn 1000 mét vuông, nhiều nhất có thể đã được hơn 80 bàn tiệc lận. Vị trí rộng rãi như vậy, lúc đó ở ngay sân khấu chính có thể thuê dàn nhạc và ca sĩ biểu diễn phục vụ thì còn cái gì bằng nữa chứ. Thực ra bình thường cũng có không ít người giàu có, thậm chí là minh tinh, người nổi tiếng từng tổ chức tiệc cưới ở đây đó. Nếu hai vị cảm thấy vị trí phù hợp, hay là chúng ta qua bên đó để bàn bạc chi tiết hơn đi. Cái này cũng được nè. Tôi đừng trả giá nữa, đã nói tôi trả tiền mà. Nếu biết hai người kia bo chỉ tính đãi hai bàn, tôi đã không hứa bao tiền đãi tiệc có như quà mừng rồi. Tôi muốn người nhà ăn bữa cơm thôi. Đãi nhà hàng đi sẽ vui vẻ hơn nhiều mà. Quan trọng là giao thông, tiện cho người nhà mà. Em ba làm ơn lên tiếng đi. Ý là má của cô, làm sao chịu cho cô gả đi ở quán ăn bình dân được chứ. Má tôi nói sẽ không tới dự. Thì không có sao đâu. Cô lấy chồng mà, đâu phải má cô lấy. Điểm mấu chốt là nếu có người phản đối mới cho thấy tình yêu của hai người kiên định. Kiên định. Câu này hay. Ra vẻ chuyên gia, rõ ràng là chủ nghĩa không kết hôn. Thì đó. Bây giờ tôi đang phất lên mà, nhiều cô gái theo đuổi lắm. Tôi thì chỉ có một mình, sao mà đủ chia được. Đi đi. Đã cọc rồi hả? Anh nói xem thêm vài chỗ với em à. Từ từ chọn, quan trọng là em thấy vui. Ừ. Qua đây đi. Những viên này đều là bà Cam kêu chúng tôi để dành cho hai vị, để làm những kim cương đính hôn. Má có khiếu thẩm mỹ thật. Em thử mấy mẫu này đi. Có cần nghiêm túc vậy không? Đồ cưới của hai người cũng chọn ở Kim Đô mà, không phải anh quan trọng tấm lòng hơn vàng sao? Cần gì chọn vàng trắng, dùng nắp lon nước ngọt được rồi. Đừng người có một lần không khi bo được. Cô ấy nói thà chọn những cưới đẹp một chút, cũng không muốn những kim cương cầu hôn. Thứ mà em muốn trân quý hơn tất cả kim cương. Nắm lấy tay nhau, bên nhau tới già. Hai vị, tôi sắp bị bệnh tiểu đường rồi. Cô cũng biết Trương Ái Linh mà. Tử sinh khắc khoát, dư tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dư tử giai lão, là bài thơ bi ai nhất. Cứ tưởng bản thân làm chủ, sinh lão bệnh tử, bi quan ly hợp, nhưng cuối cùng cũng không thể làm chủ. Anh thấy thế nào? Davy. Davy. Anh giúp em chọn đi, nhiều mẫu quá em chọn không được. Nếu như em thích thì mua hết đi, quan trọng là em thấy vui. Anh Cam đúng là rất thương cô. Cảm ơn. Cô giúp tôi thiết kế một bộ đi, để tôi đeo lúc làm lễ. Dạ được, không thành vấn đề. Anh không bao giờ chung tình và cũng không tin chuyện trong đời trộm kiếp. Tại sao anh còn tạo hy vọng giả cho cổ rồi bắt cổ tuyệt vọng? Lúc nãy anh họp với ông Lý thế nào rồi? Chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Bà Dương nói sẽ tổ chức 2 ngày tiệc ở biệt thự, kêu chúng ta qua đó. Nhiều bạn cũ cũng đến đó, chúng ta cùng đi thư giãn đi. Anh không đi đâu, em đi đi, chơi vui vẻ. Vẫn còn phiền chuyện cổ phần lúc nãy bạn với ông Lý hả? Không phải, là chuyện làm đám cưới thôi. Em lo thôi mà, đâu cần phải lo đâu, có gì mà phiền chứ. Thực ra chúng ta kết hôn hay không cũng không khác biệt, hay là gác lại trước đi. Tại sao vậy? Nhìn thấy Emma và Thêm như vậy, em không cảm thấy hôn nhân rất buồn cười sao? Anh có gặp Emma hả? Cô ấy tự lên kiếm anh cũng không tránh né được. Em cũng đoán anh không đi tìm cô ấy. Anh thật sự không biết khuyên cổ thế nào. Vẫn như cũ đi, coi chừng quấy giùm anh. Tại sao không sạch sợ họ là họ, chúng ta là chúng ta? Một người là chị em của em, một người là anh em của anh. Họ ly hôn, chúng ta kết hôn, vậy chúng ta có mời họ không? Tạm gác lại đi. Thực ra anh đã là của em rồi mà, bay không khỏi tay của em đâu. Quan trọng nhất là vui vẻ thôi. Được thôi, em biết phải làm gì rồi. Sao hả? Chuyện gì vậy anh đây? Tôi đã gọi anh suốt đêm rồi, bây giờ tận 11 giờ anh mới nghe máy. Thêm khi Gina không có ở đây thì coi như nghỉ xả hơi. Tối qua tôi ngủ sai lắm. Nè, anh em của anh bị điên đó, tôi không tìm được anh ta. Gì chứ? Phan Thiện Nhân đó, gây ra chuyện lớn vậy, anh tự lên mạng coi đi. Vụ án này thật sự không biết đánh làm sao luôn đó. Vậy đi. Nói sao đi. Emma, anh Phan tự khui chuyện ngoại tình, cô có gì muốn nói không? Chuyện đó có thật là vậy không? Anh thấy thế nào? Anh nói vài lời đi. Anh có gì muốn nói không vậy? Anh nói vài lời đi. Nói đi. Chuyện đó là sao? Nói có liên quan gì tới anh không? Thực sự là anh đúng không? Phan Thiện Nhân, anh đang ở đâu vậy? Đừng có làm bậy nữa, gọi lại cho tôi. Thầy Cam, anh đến thăm bạn hả? Tôi đã nói với tổng biên tập các tờ báo rồi, vụ này sẽ không đưa tin đâu, mọi người về đi. Nhưng mà thầy Phan vừa mới tới thôi, nhất định sẽ bùng nổ. Để tôi vào trong tìm hiểu đã. Thầy Cam à, anh có gì muốn nói không? Thầy Cam. Cô chưa đã dặn dò rồi mà. Anh làm cái gì vậy? Anh Cam à, anh hãy kêu anh Phan đi về trước đi. Cô Triều đã nói là không gặp khách khứa cái gì hết. Khách khứa cái gì? Ngôi nhà tôi mua đó. Bình tĩnh lại đi. Anh còn tiếp tục vậy chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh báo đi, hôm nay tôi phải gặp Trương Minh Tâm. Anh điên đủ chưa? Thế tôi. Anh đừng ngăn cản tôi. Cô ta giả mạo tên tôi, tung tin để cư dân mạng chửi bới tôi. Tôi phải tìm cô ta nói chuyện. Anh lên chỗ của tôi để tôi giải quyết cho. Cổ đụng tới tôi không sao, giờ còn đụng tới con nữa, tôi không tha cho cổ đâu. Anh bình tĩnh lại đi. Tôi biết rất lo cho con gái, nhưng mà ở lại đây chỉ càng gây lộn xộn thôi. Anh nghe tôi khuyên được không? Đi ra ngoài, đừng trả lời gì hết. Tôi sẽ xử lý cho anh. Hãy tin tôi. Xin lỗi nha. Đi thôi. Tôi biết khó giải quyết mà, cho nên mới gọi cho anh đó. Wow. Thầy Phan chữ cũ tự khui chuyện ngoại tình. Cùng chơi chữ cũ đi chơi phụ nữ kìa. Tin nóng hôm nay chắc chắn là mối quan hệ tay ba rắc rối giữa thầy Phan chữ cũ, Võng Hồng dạy nấu ăn Emma Trương với Hoa Khôi Mạng Mi ra rồi. Được rồi, tôi gọi cho anh sau. Cảm ơn nha. Alo, tôi muốn tìm thầy Hiệu Phó Tô. Chúng tôi còn có thông tin, có một cư dân mạng tên là Mi Tu, tự xưng là học trò cũ của thầy Phan. Tôi từ chối ăn cơm riêng với thầy Phan thì thầy ấy cho tôi điểm C, còn nói tôi không có khiếu văn chương, khiến tôi phải đi coi bác sĩ tâm lý. Anh nổi điên gì vậy? Tôi không có quấy rối học sinh. Bây giờ có phải có người tới trường đại học nói anh quấy rối không?
Chuyện không bằng không chứng anh mặc kệ đi. Còn nữa, bây giờ tôi đang cứu vãn cho anh, anh đừng làm loạn nữa. Cả đời tôi chỉ lo học hành, dạy dỗ, quan trọng nhất là nhân cách cần có của con người, đạo đức, lòng tin. Lần này tôi đánh mất hết rồi. Nên còn cười tôi hay quyên góp cho các trường đại học. Bây giờ mấy lá bài tình nghĩa này có ích đâu. Có mấy khối đồng ý cho anh dạy luôn học kỳ này đó. Sau đó thì sao? Sau đó vẫn được vậy à? Anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Một lát sẽ có người chở anh tới căn nhà ở khu Bắc Giác ở tránh mặt. Bên trường đại học tôi sẽ nói chuyện giùm anh. Gina và giới truyền thông thân thiết lắm. Bên đám phóng viên nhất định sẽ ghiềm lại được. Những tin nhắn ở khu vực bình luận trên mạng chỉ cần bỏ chút tiền ra thì nhất định sẽ tẩy trắng được. Bôi đen tẩy trắng, Gina thường xuyên xử lý giùm anh, nhất định có rất nhiều tay chân rồi. Chỉ là thủ đoạn marketing thôi. Vụ này không chừng quấy cũng có phần đó. Anh là nổi điên gì nữa chứ? Anh có bằng chứng không? Còn nữa, anh đừng có khẳng định là Emma làm. Sau khi Emma biết tôi thích người khác thì đã lấy hết tất cả mật khẩu của điện thoại, email, tài khoản của tôi. Anh đưa hết cho cổ à? Chỉ có cổ có hết tất cả thông tin tôi. Chỉ có cổ có cuốn tiểu thuyết đó. Cổ mạo danh tôi tung cuốn tiểu thuyết lên mạng, chính là muốn lợi dụng áp lực dư luận chứng minh cho tòa thấy tôi đang ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của con tôi. Người mà anh đắc tội không chỉ một mình Emma. Một số phụ nữ vì tiền cái gì cũng có thể làm. Cô chính là MC Mira. Nghỉ ngơi chút đi, tôi có chuyện phải nói. Sao rảnh rỗi vậy? Uống bia không? Bộ tôi thân với cô lắm sao? Thiên Dương luyện thi thầy Cam, ai mà không biết anh chứ. Hai ngày nay cô cũng nổi tiếng lắm mà. Cũng được, tập gần đây điểm tương đối cũng khá cao. Tôi không có coi mấy chương trình của cô. Cô tung vụ này lên cũng vì tiền thôi. Cho tôi cái giá đi. Nếu vì tiền thì tôi đã không thích anh thêm. Tôi đã thích anh rồi. Tức là nói tình cảm, không đạt được thì tiêu hủy mọi thứ. Từ sau vụ này bị khui ra, tôi cũng là người bị hại đó. Mặc dù là người khác nói gì, tôi cũng không quan tâm. Cô cũng làm biến lắm. Không bằng chị gái của tôi. Ồ ha, chị hai không có dẫn anh gặp tôi và bà ngoại. Có lẽ chị ấy cho rằng chúng tôi sẽ làm mất mặt chị ấy. Cô là Lữ Tịnh Hải à? Tôi dùng cái tên Mira để kiếm ăn. Chỉ có những người thân thiết mới gọi tôi là Lữ Tịnh Hải thôi. Vậy Thêm có biết cô là em gái của Gina không? Chúng tôi chỉ ở bên nhau thời gian ngắn. Quá ngắn. Còn Gina, có biết chuyện cô và Thêm bên nhau không? Biết chứ. Còn chửi tôi nữa. Nhưng mà tôi mặc kệ chị ấy. Tuần trước chị ấy có lên nhà tôi, tắm xong thì đi về. Chỉ có chị ấy đụng vào máy tính của tôi. Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Nói chuyện sao hả? Sao sớm vậy? Anh nói có việc gấp mà sao em không gọi lại cho anh? Bà Dương đó cứ bắt em đi mua sắm với bà ấy. Dù có Thêm anh đã kêu cấp dưới xử lý, không cần phiền em nữa. Được thôi, em đi tắm nha. Không cần phải tức giận, anh cũng đã ra tay rồi mà. Anh kêu em coi chừng em mà, em đi điên chung với cô ấy. Chuyện cổ kêu em làm, bình thường em cũng làm quen rồi. Anh kêu em đánh đối thủ, không phải đánh người nhà. Em làm như vậy là hại chết Thêm đó. Không có em mà, em không quen biết anh. Cô ấy là sếp cũ của em, là chị em của em, là ân nhân của em. Em có thể từ chối sao? Em không phải muốn ra mặt cho cô ấy. Em đang muốn nói cho anh biết đừng có chọc giận em. Nếu không thì em cũng sẽ bóc phốt anh, đúng không? Sao em dám chứ? Cô ấy là em gái của em đó.
cổ không xem em là chị, cổ ngoại tình với chồng người ta phải tự chịu trách nhiệm. Vậy còn bé Duyệt, nó chỉ là đứa con nít phải chịu tổn thương lớn như vậy, em mau muốn trả thù. Vậy còn em, mọi việc em làm đều là hại người không có lợi cho bản thân. Em không chỉ vô tình mà còn máu lạnh nữa. Nhưng ít nhất em cũng chứng minh được em Ma trong lòng của em quan trọng đến nhường nào. Không phải anh giận em đã hại bao nhiêu người, anh giận em vì em giúp cô ấy bêu xấu bản thân. Anh đang đau lòng đó. Em đang nói gì vậy? Anh không chịu kết hôn với em không phải vì sợ hứa hẹn, mà là vì em Ma. Một năm trước em kêu anh đến Lan Quế Phường rước cô ấy mà. Không phải em chưa làm xong việc nên không tới. Em có đến đó, em còn thấy anh đẩy cổ ra nữa. Hôm đó cô ấy không vui cho nên mới làm vậy thôi. Và anh đã đẩy cô ấy ra, chứng tỏ tụi anh không có gì. Sau đó tất cả những cuộc gặp mặt anh đều tránh né hết. Nếu anh không thấy Trim tổ chức sinh nhật của em Ma, anh tưởng họ đã làm quà. Anh dám gặp cô ấy sao? Anh chịu bằng lòng nói với người nhà của anh sẽ kết hôn sao? Anh và Thiêm và em Ma là bạn bè mấy chục năm, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh thật sự không hiểu, xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ em không quản, em nhất định cắn chặt em Ma không buông. Chính vì vậy bao năm qua anh không đạt được, anh cũng không có ra tay. Như vậy mới chứng minh được địa vị của cô ấy và những người phụ nữ khác không giống nhau. Chính vì anh không chịu kết hôn nên em mới gây ra nhiều chuyện vậy để dằn mặt anh. Em đang muốn tác hợp cho anh đó. Anh cứ coi như mọi chuyện đều là em sai, đuổi em đi đi. Ở căn nhà này, ai đi ai ở, anh chưa bao giờ miễn cưỡng. Em muốn thế nào cũng được, tùy em quyết định. Em Ma, thật sự là cô hả? Sao lại nhớ tên của tôi vậy? Cô đẹp như vậy sao mà không nhớ chứ? Còn nữa, chẳng phải đêm đó cô đã khiêu vũ sao? Cả đêm người nhảy đẹp nhất chính là cô. Bộ thạc sĩ văn học, ai cũng nói chuyện văn vẻ như vậy hết hả? Tôi học khối này cô cũng biết à, cô cũng để ý tôi lắm ha. Về đây làm gì? Không có, trước đó để quên lắc tay nên về đây lấy lại thôi. Nhưng vậy mà cũng gặp được cô, đây là duyên phận đó. Không còn cách nào khác, phải mời cô đi xem phim ăn cơm. Được thôi, tôi cũng muốn tìm hiểu về anh thêm. Lẽ ra tôi có hẹn với một người bạn, nhưng mà kệ anh ta đi. Chào anh Tim. Ồ, thì ra anh quen em Ma còn sớm hơn tôi à? À, lúc em Ma giúp các học sinh cũ tập vật lễ quyên góp, giáo sư đã giới thiệu chúng tôi quen biết. Sao không nghe anh nói vậy? Anh chính là anh em tốt mà anh Tim thường hay nhắc tới đó ha. Quả nhiên biết dụ dỗ con gái. Anh em tốt đó. Quyển sách cô cần nè. Cảm ơn. Tôi sẽ về nhà coi, có gì không hiểu sao hỏi lại anh. Thật ra về văn học tôi... Devi, anh kỳ quá, sao không? Lâu rồi không kiếm em? Hay là xem chung đi, có gì tôi hỏi ta. Được. Đi thôi, đi ăn đồ đi. Sao rồi, ngon không? Ngon lắm. Đủ no không? No rồi, lần sau làm thịt chua ngọt nha. Ừ, uống miếng canh đi. Ừ. Ê, Devi. Ừ. Ôi, tới chơi hả? Tôi hay tới lắm, nhưng không gặp anh thôi. Tôi không muốn làm bóng đèn thôi. Hai người nói chuyện đi, tôi phải lên lớp rồi, đi nghe. Nè, em đợi anh ở thư viện. Đi nhá. Bye bye. Bye bye. Đừng ăn cái này nữa. Nè, đừng ăn nữa. Qua đây, qua đây. Ờ, cái gì ạ? Cái gì ạ? Nè, ngồi đi. Tôi cố tình nấu thêm một phần cho anh. Nè. Đó. Ăn đi. Vậy thì ngại quá. Tim nói anh lúc nào cũng chỉ ăn bánh mì, tiền cơm cũng phải tiết kiệm nữa. Tôi muốn mau chóng trả hết nợ thôi. Phải rồi, tiền mà tôi mượn của Tim tôi sẽ tranh thủ trả lại cho anh. Khờ quá à. Anh giải quyết xong chuyện của anh trước đi. Tim giúp anh em là chuyện nên làm. Cố lên, anh sẽ vượt qua nhanh thôi. Tại tôi đáng đời thôi, còn chưa học xong thạc sĩ mà bắt chước người ta chơi chứng khoán. Anh cũng chỉ là muốn cho người nhà một cuộc sống tốt hơn thôi mà. Muốn kiếm chồng thì phải kiếm kiểu người như Thiêm. Anh là người thật thà nhất mà tôi từng gặp. Anh cũng đâu cần mất hết tự tin như vậy. Tôi cũng hay nói với Thiêm lắm. Bây giờ anh không được không có nghĩa sau này anh không được. Tôi tin là sau này anh sẽ làm được.
Alo. Sinh nhật vui vẻ. Qua 12 giờ rồi. Dạ, anh thật sự bận tới nỗi quên sinh nhật của mình luôn hả? Không để cô tưởng tiền của Thiên Dương luyện thi dễ kiếm lắm hả? Còn cô, còn ở công ty à? Không dễ với Duyệt Duyệt à? Có Thiên coi chừng cũng được mà. Giúp việc toàn tâm mới khai trương, đúng là hơi cực một chút. Ừ. Phải rồi, chuyện của Thiên tôi đã cố hết sức rồi. Cô biết ảnh mà, hay chọc tôi nói ngọng mà cũng làm được Thiên Dương luyện thi. Sao anh chịu qua giúp tôi chứ? Kệ đi. Nếu anh biết đối nhân xử thế như anh thì bao nhiêu năm qua đã ký hợp đồng dài hạn với chủ nhiệm rồi. Đừng nói anh nữa. Anh thì sao? Không có đi chơi với cô gái nào sao? Sao vậy? Lại cãi nhau với Thiên à? Cả hai người đều muốn tốt cho gia đình, chắc chắn sẽ có bất đồng và cãi nhau. Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy giá trị quan của chúng tôi ngày càng khác xa nhau. Tình yêu quý hơn vàng, chớ quên thuở đầu. Cô quên rồi hả? Cô nói thứ mà cô muốn có quý giá hơn tất cả kim cương mà. Lúc nào anh cũng lấy câu này ra nói, xài đi xài lại cũng sẽ hư thôi. Cũng là cô nói với tôi. Cô nói bây giờ không được không có nghĩa sau này không được. Tôi tin là sau này tôi sẽ làm được. Anh làm được rồi. Cô sẽ làm được, cô cũng giỏi mà. Chắc tôi say quá rồi. Tôi hoàn toàn không để ý túi xách đã bị ăn cắp. Tôi không muốn gọi cho Tim. Ngoài anh ra, tôi không biết còn kiếm ai được nữa. Cô cãi nhau với Tim à? Anh tưởng là tôi đã đi Ma Cao với má của tôi và Duyệt Duyệt, nên cả đêm không có về nhà. Thừa nhận với tôi, anh đã thích một người phụ nữ khác. Tôi không có ý nói đỡ cho Thiên. Ba của anh bị như vậy, anh chưa chắc biết mình đang làm gì đâu. Tại sao? Tại sao anh luôn đối xử với tôi như vậy? Sau này tôi làm sao? Duyệt Duyệt phải làm sao đây? Không sao, không sao đâu. Có tôi đây. Cô uống sai rồi. Chúng ta bình tĩnh đi được không?
cô bị nhiều phóng viên đi theo mà còn tâm trạng làm việc à? Tôi không có làm sai chuyện gì, sợ gì chứ? Cô vẫn duyệt duyệt xuống bị phóng viên bao vây, cũng như là muốn diễn kịch cho tất cả mọi người biết Thiêm đã hại cô thê thảm cỡ nào. Nhưng tôi đã chặn hết phóng viên rồi, sẽ không có chuyện lớn đâu. Gina nói anh nghe à? Không quan trọng. Tôi gửi bài đính chính cho cô, cô đọc theo, quay đoạn clip, trả lại trong sạch cho Thiêm, nhanh chóng dẹp yên chuyện này. Tôi đã đi tới bước này thì tôi phải giành được Duyệt Duyệt, nếu không tôi sẽ không dừng lại đâu. Nếu cô thắng được vụ kiện thì sao? Sau này Duyệt Duyệt phải làm sao? Quan được anh là xong chứ gì. Thẩm phán biết cô đi như vậy sao không giao Duyệt Duyệt cho cô? Anh không cần hộ tôi. Cô ép ảnh tới đường cùng thì cuối cùng cả hai chết chùm thôi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn nghe anh nói chuyện lúc nữa. Nào cũng, anh lúc nào cũng chưa? Không hiểu người tôi muốn cứu không phải ảnh mà là cô. Từ trước tới nay, trong lòng tôi cô luôn là người phụ nữ có sức cuốn hút. Đừng vì một người đàn ông không yêu cô mà biến bản thân thành như vậy. Tôi rất đau lòng. Thực sự thích tôi thì giúp tôi trả thù đi. Một người có thể thích rất nhiều người cùng lúc không phải chuyện to tát. Tất cả những lời anh nói đều là dớ dẫn. Cho dù thích một người tới cỡ nào đi nữa cũng không thể đánh mất bản thân vì họ. Nghe lời tôi, quay clip đi. Tin đồn đã truyền khắp nơi được một tuần rồi. Tôi quyết định đính chính cho Thiêm. Mặc dù chúng tôi đang giải quyết ly hôn, nhưng sáng tác chỉ là hư cố, có sự khác biệt so với hiện thực. Hồi xưa Thiêm là người chồng tốt của tôi, bây giờ là người bạn tốt của tôi. Bất luận trước kia, hiện tại hay tương lai, anh cũng sẽ là người cha tốt của con gái tôi. Có cần phải vậy không? Kéo dài mấy ngày, cuối cùng Emma cũng nghe là anh chịu dừng tay. Anh còn muốn thuyết phục em là hai người không có gì sao? Có hay không quan trọng sao? Từ ngày đầu tiên anh đã không định lựa chọn người phụ nữ này. Đó là vì Thiêm thôi. Có Thiêm hay không, anh cũng sẽ không bắt đầu với cổ. Tình yêu mà họ muốn quá thiêng liêng, cho nên phải kết hôn. Sau đó kết hôn xong, chỉ cần chút sai sót là đã không chịu nổi. Nhưng anh và em thì khác. Anh và em là một loại người khác. Anh chọn em không phải vì em giỏi giang cỡ nào, hào phóng cỡ nào, mà là cho dù chúng ta xấu xa tới đâu, tối tăm tới đâu, chúng ta vẫn sẽ chấp nhận tất cả vì đối phương. Đây mới là tình yêu mà chúng ta muốn có. Vậy cần gì kết hôn nữa? Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Bài hát mà anh phát trên xe. Promises like high cross. Promises like pride, Chris. Promise me no promises, so why not promise you? Keep we over liberty, never thousand, never true.
anh Sương, bán chiếc xe giùm tôi. Không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.